Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Được Nghe, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án kiếm tiền với Idea Property, IDO và các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cùng đến tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em dự án Vectorship. Tham gia dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo là nút join group, các bạn nên được join group Telegram. Mở tiếp Twitter này. Mở cái YouTube. Join kênh channel. Đây mình đã join trước rồi nhé. Mở tiếp cái Twitter của Alupstan. Na retweet lại bài đăng. Đăng ký kênh YouTube. Follow Twitter của dự án này. Like cho Glow Tweet này. Bây giờ mình sẽ test người dùng. Ta test by username và chia sẻ là bài đăng tweet game của dự án này. Thì các bạn để test được ba những cái username ấy, thì các bạn lưu ý này, dưới những phần bình luận có rất nhiều người đang bình luận và ta có thể lấy những cái username của người ta soi cọc đấy, chúng ta có thể là chia sẻ. Bây giờ ta ấn vào phần profile và nơi đây người ta sẽ khai báo thông tin. Ta nút đăng ký ở trên này này. Đây hỏi là ca là ô tô, mình chỉ chọn ô tô nhé, điền email này. Địa chỉ 20 các bạn dùng VSTH ở trên chat wallet hoặc MetaMask cho ta copy phần địa chỉ VSTH xuất qua chỉ các bạn paste vào. Twitter link các bạn copy phần profiling và ta paste phần profiling phía dưới đây. Retweet link các bạn chọn tweet happy, chọn phần thời gian bài đăng. Ta chép vào link và paste vào retweet link phía dưới đây. Chọn I have a joy này. Bên YouTube chúng ta vào avatar vào kênh của bạn. Copy profiling và ta paste phần profiling của kênh YouTube phía dưới đây. Chọn này vừa join này, chọn này vừa join tiếp. Do một trong ba group đây, mình đã join group thứ ba rồi, chọn đồn nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Battleship. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã dõi video và xin chào các bạn, xin chào tiếp theo.